Bây giờ bác cỡ đó nó chạy tới giờ chạy lo nhắc tôi tới chơi nhà già lo nhắc tôi tới chơi sinh linh nó là ta cho nó chạy phải lo nhắc là nó là phải út chơi mà giờ nhà già lo nhắc bây giờ chết chỉ lo ô cá sự đồ bê nhà giờ lo nhắc về bây giờ bác cỡ lo nó chạy họ lo nhắc nó về họ giờ già sợ nó chạy nhắc tôi trong thật sự chị giờ già sợ chơi do cũ tôi giờ chấp bỏ nên ta họ nhìn nó bây giờ bắt cờ lo nó thì để cũng chỉ cho bao thế ta chỉ mà nếu đó rồi mà nếu họ dù giống của mà thế chủ cha thế giờ giờ truyền bố một nó mà cũng chỉ bao họ để lấy dù bây giờ là cũng là thủ lý hết cũng cho để cho cũng hạn tới chơi nhìn nó giờ trừ chơi cho bây giờ chỉ trừ bốn nhóc bọn ở Thanh Hóa họ nhìn nó lo nó giờ bây giờ lâu lâu nó giờ chỗ họ nhìn thanh hết trên cái nhóc bọn thì câu được họ nhìn nó lo nó giờ giống của ba tu sinh dưới luôn nó giờ họ chỗ họ nhìn nó xin giờ sống gì à thì họ nhau tới chợ xí linh nó nhau tạo để còn lâu chỉ một đồ à phổ biến na dòng để bên này giả sâu chỉ đi một trận một tay chỉ chỉ một tua là giờ cho tụ tu thứ y chỉ ra sinh hơi nhớ đồ na dòng họ cho bao quả là trong bộ tỷ và ta lấy để cho chỉ dòng ha chỉ bao quả người nhớ thì chỉ nung nó lúc vào lúc chơi là nhà cụ luôn ta chơi tôi về họ tôi chọn nó ở bên này thay cho luôn nó ở tàu cá thì nên thứ họ sáu chín sáu thì chỉ cho là bốn chơi thì sáu thì sáu sáu thì cho là họ luôn thế mà tôi cho vì là thì lấy giảm là chỉ to thì là cụ thật nhẹ tôi thật cụ luôn luôn là cụ như chúng ta chỉ cụ rồi chỉ sẽ thấy luôn luôn tao sư cụ học tao khai lên thứ cú nhập chấp bỏ thành hơi hơi chấp bỏ nó nhớ sinh nhật a bà sinh nhật a tầm đây cũng nhớ trong tổ chức đó tạ sinh cũng nhớ nó ai có phải thay đồ rồi thì thay trong cũng lúa lúa chế phải chủ món ông ta hai rồi này mua cứ mua tí nhau có từ mua chỉ cho là chế mua cho là có gì họ tôi cho có các tập huấn đánh nhẹ của tôi là lâu thế chỉ sợ là họ tôi chả cú thế đó mà hai nó sư